từ là quan trọng thành ngữ hay là phụ danh từ là danh từ là quan trọng thành ngữ. Còn vị ngữ thì nó thường là gồm các cái gì, động từ này, phó từ này, trạng ngữ này, định ngữ này, hay là hình dung từ này, tân ngữ này, nó sẽ đóng vai trò là vị ngữ của chúng tôi. Thì cái này chúng ta học ở bài này chúng ta không cần phải học nhằng nhằng là câu bao gồm cả trạng ngữ hay định ngữ hay cả tân ngữ, thì chúng ta chỉ học cái câu đơn giản nhất, nó bao gồm là chủ ngữ cộng với động từ và cộng với tân ngữ, thế nhỉ? Động từ cộng tân ngữ. À, lấy cho tôi một ví dụ. Ví dụ chúng ta học từ rồi bài ba đến bài đến bài mười bây giờ rồi. Tôi đi ngân hàng, đúng không? Tôi đi ngân hàng thì đơn giản tôi làm như thế thôi, thì tôi sẽ là gì? Tôi sẽ là chủ ngữ, đúng không? Và tôi đi ngân hàng của chị nhớ là